Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Đô. Bây giờ thì chúng ta sẽ ngay tiếp đến tập 435 của bộ truyện Thế giới Hoàng Mỹ Tác giả Thần Đông qua phần diễn đọc của Latrido Đô. Thì tập hôm nay được mang tên là Bắt đầu biến động Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước Ở tập trước thì Thạch Hạo Thảo qua dị vực Đánh đánh giết kêu bằng tanh bành bên dị vực Sau đó thì quay cứu được hỏa linh nghi mà quay về bên cửu thiên tập địa Um, sau khi uh, một thời gian mà hắn tu luyện rồi hắn đi uh, tìm cách để khôi phục trí nhớ cho hỏa linh Nhi mà không được sau đó thì hắn mới bắt đầu uh, nói chia tay cùng với không phải nói chia tay mà tụ hợp cùng với đám bạn như là tàu vũ sinh thiên chắc nghĩ những đám bạn cũ đó còn sót lại vài người uh, ăn uống một trận để hắn chuẩn bị uh, liều mạng mà tấn cấp lên tiên vương uh, cửa ải này tấn cấp này rất là khó có thể chết nữa nhưng mà khi mà chưa có tu luyện tấn cấp nữa thì đám người tiên vực đã hạ xuống rồi diễn biến tiếp theo như thế nào thì mọi người xem tiếp nha chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ nha thì uh, hai video hôm nay có lẽ nó sẽ hơi ngắn hơn chút xíu mà mọi người thông cảm cho thì uh, trước lát bị f thì uh, một một thời gian sau thì tới vợ vợ với con lát bị nhưng mà không biết phải không nó biểu triệu triệu chứng chống thôi nhưng mà um, cũng hết rồi ai ngờ đâu hôm nay lại phát sinh vợ lát con lát mẹ lát rồi à, hành tép hai vạch thiệt luôn chắc chắn luôn rồi nên à, hồi tối này con lát sốt quá nên lát không có ngủ được tối ngủ được có hai tiếng mấy à nên giờ tranh thủ độc rồi à, chợp mắt tí xíu nên có thể video nó hơi ngắn chút xíu nha mọi người Trên bầu trời có một cánh cửa mở ra, tiên quang vạn trận, thủy hà vạn đạo. Một cái kim quang đại đạo trải ra, chở theo một vài người xuất hiện. Sau đó cánh cửa đóng lại và biến mất. Hoàng, có phải còn ở thế gian này hay không vậy? Nếu như còn sống, mau tới tiếp pháp chỉ đi. Có người quát, thanh âm chấn động cửu thiên thập địa. Đây là một vị chân tiên, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, lạnh lùng nhìn cái mảnh sơn xuyên đại địa này, trong lúc nhất thời, bên trong càng không yên tĩnh, chỉ có thanh âm của hắn quanh quẩn, mà tu sĩ các tộc đều ngậm miệng lại, không ai đáp lại cùng tiếp lời. Bên trong trung tâm thiên cung, Thạch Hảo khẽ thở dài, rồi nói. Hey, ta cho rằng là bất hủ dương động thủ trước với ta, không nghĩ tới tiên dương sẽ xuống tay trước vậy. Hắn ngồi xếp bằng không nhúc nhích, tiếp tục uống ngộ đạo trà. Sơn phẫu! Thọ thọ, xích Long thiên giác nghĩ và tàu vũ sinh đều lộ ra ưu sắc nhưng mã tiên vực sau lại tới đây lúc này người tới hiển nhiên không có ý tốt rồi một cổ khí thức kia quá mãnh liệt Lớn mặt mà nếu ngụy thiên đình còn ở đây vì sao không có người trả lời cho dù hoàng đã chết các ngươi cũng có thể thay hắn đến tiếp chỉ chân tiên kia quát hắn gọi thiên đình là ngụy thiên đình mang theo ý lạnh lùng Ngươi cứ như vậy mà ngóng trong tay chết vậy sao Thạch hạo xuất hiện Mang theo đám người thiên giác nghĩ Một thanh còn có một đám thượng tướng Bay lên trời cao nghênh đón thần sắc lạnh lùng Tên chân tiên vô liêm sĩ nở đầu chui ra vậy Đã thần thạch quát Người thật sự còn sống hả Tên chân tiên này đồng tử coi rút lại Năm đó tiên vực xuất ra thiên tài Dưới sự bảo hộ của tiên đạo cao thủ Đến một giới này tranh đoạt thiên tâm ứng ký Kết quả tất cả thiên tài đều đã bị Hoang đánh giết, ngay cả Chân Tiên cũng có người chết nữa. Hắn tự nhiên trong lòng có căng thẳng, sợ Thà thạo nổi trận làm khó khăn. "Hoang, ngươi cùng ngành pháp chỉ đi." Tên Chân Tiên nói, trong lúc giơ tay lên, một tấm kim sắc pháp chỉ hiện lên, hắn liền muốn tuyên độc. Mở phía sau của hắn còn có một đám người, trong đó có mấy người là Chân Tiên, còn có một sinh linh khí thức khủng bố, pháp lực hùng hùng, cư nhiên là một gã chuẩn Tiên vương. Điều này làm cho Thạch Thảo nhíu mày, tiên vực vậy mà có thể đưa tới chuẩn tiên vương xuống hạ giới, thủ đoạn kinh người. Pháp chỉ của vị tiên dương nào vậy? Thạch Thảo hỏi. Trên chân tiên kia cười lạnh, hắn cầm pháp chỉ trong tay rồi nói. Hoàng, ngươi không phải quá coi trọng chính mình rồi hay sao? Ánh mắt của Thạch Thảo lạnh lùng sắc bén như là tia chớp, nhất thời làm cho cái tên chân tiên này rung mình một cái. Hắn không tự chủ được mà phải lùi lại vài bước, đây là pháp chỉ của phiêu mục chuẩn tiên vương Còn không cung anh Quỳ xuống tiếp pháp chỉ đi Hắn khẽ mắng Sau đó hắn nhìn về phía mấy người phía sau Đối với chuẩn tiên vương ở trung tâm rất cung kính Hiển nhiên cái gọi là phiêu mục chuẩn tiên vương Chính là cái người này Người của thiên đình đều rất phẫn nộ Khách đến từ tiên vực quá ngang ngược Vừa lên tiếng liền muốn để cho thiên đình Chi phủ quỳ bái tiếp chỉ Kinh người quá đáng mà Người muốn chết sao? thạch thạo chỉ có mấy chữ như vậy nhìn về phía chân tiên cầm pháp chỉ trong tay đem cho hắn nghe đi đúng lúc này cách đó không xa chuẩn tiên vương tên là phiêu mục nhàn nhạt nói để cho tên chân tiên này niệm pháp chỉ ngoan tự tiện lập nguy thiên đình nghịch phản tiên đạo chân tiên kia lớn tiếng niệm đạo quát mắng thạch thạo ngôn ngữ nghiêm khắc kể ra tội quán, dựa theo pháp chỉ nói muốn đem thạch thạo áp giải về tiên vực nghe chờ thẩm phạt. Hoàng, ngươi còn không mau tiếp chỉ. Tên chân tiên kia quát, lúc này đây tuy rằng không thể ép thạch hạo quỳ, nhưng cái loại tư thái này lại không thu liễm, vẫn rất phô trương, rất tự phụ. Bởi vì phía sau của hắn có một chuẩn tiên vương, có đại nhân vật bậc này tỏa trấn, hắn tin tưởng lúc này đây hoang sẽ bị trấn áp đến chết. Đáng tiếc hắn không biết, chỉ trong vòng mấy ngàn năm như vậy mà thôi, tu vi hoang đại tiến thành tiên, lại đi qua dị vực giết qua chuẩn bức hủ chi vương nếu như hắn biết nhất định sẽ sợ hãi không dám lên tiếng hết thảy đều là vì tốc độ tu hành của thạch thảo quá nhanh vượt xa dự liệu của đám người này dù sao mới qua có mấy ngàn năm mà thôi muốn chết thạch thảo chỉ nói có hai chữ như vậy sau đó huy động quyền ứng âm một tiếng nện về phía trước tiếng phùng phục vang lên nắm tay thực lớn kia giống như là một ngọn núi nhỏ nện vào trong hư không Chân tiên kia muốn tránh né, thế nhưng lại bị pháp tác bao phủ, trốn không thoát. Tại chỗ nổ tung, bị đập thành một đám huyết vụ. Một quyền mà thôi, tên chân tiên này liền mất mạng. Người dám! Khiêu một chuẩn tiên vương giận dữ, dám ở trước mặt của hắn mà giết người. Người bất quá chỉ là một tên chuẩn tiên dương mà thôi, dựa vào cái vị tử phụ như vậy chứ, muốn phán xét ta, hạ pháp chỉ với ta hả? Thạch hạo lạnh lùng nói, làm cho hắn tức giận nhất chính là phiêu mục ở cách hắn không xa, tự mình mở miệng là được rồi. Nhưng mà cư nhiên để cho người ta truyền pháp chỉ, một bộ dạng cao cao tại thượng, giống như khinh thường không muốn cùng hắn nói nhiều vậy. Ta là chuẩn tiên dương, chần chờ không tiếp chỉ, muốn cãi lễ của tiên vật sao? Phiêu mục vẻ mặt âm trầm nói. Chuẩn tiên dương là cái rắm gì chứ, ta cũng không phải chưa từng giết qua đâu, Thạch Thảo quát, trực tiếp ra tay, oanh giết về phía trước. Đồng thời Thạch Thảo thi triển đại thần thông, bao bọc cái mảnh hư không này, rồi di chuyển nó tới sâu trong vũ trụ, tránh ảnh hưởng đến cửu thiên thập địa. Ngươi! Phiêu mục rất giật mình, hắn mặc dù có chú ý, nhưng mà cứ bị người ta đem đi di chuyển đến cái nơi sâu trong vũ trụ như vậy, nên có chút mất mặt. Vậy thì ba gã chân tiên khác, còn có một phần người đi theo cũng đều bị dịch tới nơi này. Tất cả đều hết hồn hết vía. Giết! Diệt thạch thảo hét lớn chuyện làm cho mọi người chấn động đã xảy ra kịch liệt chiến đấu trong đại chiến khủng bố thạch thảo đem chuẩn tiên vương phiêu mục này đánh chết một quyền đánh xuyên qua trán hắn nghiền nát nguyên thần giết chết triệt để chuẩn tiên vương phiêu mục nổ tung bị thạch thảo giết chết hình thần câu diệt những người còn lại thần hồn đều run rẩy hoàng muốn nghịch thiên hay sao mới trôi qua có bao nhiêu năm đâu hắn ngay cả chuẩn tiên vương cũng có thể giết được nữa nhưng năm nay ngẫu nhiên vẫn có người từ tiên vực xuống tìm hiểu, nhưng không dám ra tay, thực sự là sợ bị giết, mà tiên vương hiện giờ không để ý tới nơi này. Về phần dị vực, hai vị chuẩn vương chết thảm thực sự là dẫn đến sống lớn trong giới, một đám người hiếu chiến kịch liệt và phẫn nộ vô cùng, nhưng cũng không có biện pháp gì. Trừ phi bất hủ vương động thủ, bằng không ai đi cũng phải chết. Ngày hôm nay, cửu thiên thập địa lại kịch chứng mơ hồ mọi người thấy được có một cái bàn tay to suýt nữa mở ra giới bích mơ hồ dò xét, đen kịch như mực. Một ngón tay so với ngôi sao còn lớn hơn rất nhiều. Giới bích xuất hiện vết nứt, một ít cường giả nhìn thấy ngược lại hít vào khí lạnh. Là sinh linh giới hải. Trong cấm khu, có người thở dài. Ngày này rốt cuộc đã tới rồi, cường giả trong giới hải nhào nhào xuất hiện, có sinh linh muốn giá lâm thế giới này. Một đạo tiễn vũ bay tới, phục một tiếng bắn vào bàn tay to kia. Máu bắn tùng tóe đều là màu đen, kinh khủng vô cùng, máu như sóng biển. Phải biết rằng máu kia so với kích cỡ bàn tay màu đen bớt quá cũng chỉ là một tia máu, nhưng máu kia rơi vào cái khe hở giới bích như một dòng sông đỏ thẳm. Khu vực kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tất cả sinh linh đều bị diệt. bước quá, bàn tay to kia cũng lui đi, tìm kiếm người bắn ra cái mũi tên, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Đại loạn sắp bắt đầu rồi. Thời gian lưu chuyển lại là mấy chục năm trôi qua, Thạch Thảo tin tưởng năm đại bí cảnh không tỳ vết, chỉ thiếu bước nhảy lên cuối cùng, hắn muốn lột xác. Những năm gần đây ở trên đại đạo của hắn không còn bóng dáng của người khác, hiện giờ còn lại là con đường của hắn, hết thảy đều bị dung hợp từ trăm nhà dung luyện thành đại đạo của chính mình. Từ ngày này về sau, Thạch Thảo không tu hành nữa, mà là bắt đầu điều chỉnh trạng thái bản thân, tiếp cận không linh, vô hỷ vô ưu, xuất hiện ở các nơi trong thiên hạ. Lúc này thì giới hải sống lớn ngập trời, một đảo bọt sóng chính là một thế giới bị tàn phá trong biển từng bóng người hiện lên đạp sóng tiếp cận bờ biển trong thực tế nhiều năm trước đây trên bờ biển đã có người đại chiến rồi một cây chiến màu đỏ thẳm, thu to vô cùng dài không biết bao nhiêu vạn dặm đầm thấu thế giới bộc phát ra vô lượng sát phạt chi quan sát khí ngập trời đó là một sinh linh trên bờ hắn giống như là một ngọn núi nguy nga cao không thể leo lên chính là hắn đang ra tay màu phồng đâm về phía một sinh linh ở trong biển đó là tuyệt thế đại chiến có sinh linh đứng nhìn cũng có sinh linh ở nơi khác giao thủ với người khác cuối cùng cái mũi nhọn màu đỏ đánh chết một tồn tại cổ xưa trong biển máu tươi đầy trời rơi xuống biển trong quá trình này bọn họ ngay cả nói cũng không nói cứ như vậy trực tiếp giao thủ bởi vì là kẻ thù truyền kiếp đã sớm quen biết từ rất nhiều kỷ nguyên trước rồi trong biển một cái đại ấn màu vàng bay ra che lấp thiên địa bộc phát ra khí tức kinh thế trấn áp thiên địa sát phạt vạn vật cái đại ấn màu vàng kia đem một pho tượng sinh linh giống như ma thượng trên bờ đập nát miệng phun ra máu tươi hắn đang chống cự nhưng lại ngăn không được binh khí chiến giáp của bản thân đều nổ nát cuối cùng sinh linh trên bờ toàn bộ nổ tung bị đại ấn đập thành một mảnh huyết vụ trong giới hải sóng biển đánh cao tận trời quả thực là muốn bao trùm chư thiên vạn giới một tòa cô đảo có một thân ảnh thoạt nhìn rất mơ hồ nhưng trong tay nắm giữ một thanh trường đao sáng như tuyết lại chiếu sáng hải vực vô biên chờ ngươi đã lâu rồi thân ảnh này vừa dứt lời đánh ra một tiếng đau quang đáng sợ vô cùng đủ để chặt đứt vũ trụ hủy diệt một thế giới Trong biển có một tòa tháp màu xanh xuất hiện, cổ xưa mà tan thương, treo ở phía trên đỉnh đầu một người, trực tiếp chấn động đau quang. Giữa hai người bộc phát ra vô lượng phù văn, đại đạo pháp tắc đang xen kịch liệt đối kháng. Thiên địa này đại loạn, tất cả đều bắt đầu từ giới hải, mà nay một nhóm cường giả đổ bộ muốn tàn sát chư thiên, triển khai đại quyết đấu khủng bố nhất. Một người làm không tốt, chư thiên đều phải lực đổ. Một ngày này, một đạo thần hồng phá vỡ giới bích, để cho phía trên cửu thiên xuất hiện một vết nước đáng sợ đó là một thanh tiên kiếm chém ra sát khí ngút trời giới hải lại có sinh linh muốn tới thế nhưng ở phía sau hắn có một cây lan nha đại bổng xuất hiện đánh tới nện vào trên thân kiếm đó là một người dã man mặc da thú hướng chủ nhân tiên kiếm giết tới một màn này bị rất nhiều cường giả nhìn thấy đây không phải là lần đầu tiên cửu thiên thập địa bị công kích có vô thượng cường giả không biết xuất phát từ mục đích gì từ giới hải trở về phải giá lâm ở một giới này. Quá cường đại, đáng sợ đến vô biên. Bọn họ không sợ dính vào đại nhân quả, trực tiếp cường thế xông vào. Thế nhưng những nhân vật này có quá nhiều kẻ địch, trên đường đã bị phục kích, không thể không quyết một trận tử chiến. Ngày hôm nay trên cửu thiên có mấy chỗ cấm địa cổ xưa phát sáng, đó là mấy đại sinh mệnh cấm khu, bọn họ mở ra vô thượng pháp trận, bảo vệ mình. Một số người quyết tâm không dính vào nhân quả, không muốn tham gia vào cuộc hỗn loạn đen tối này, trong thiên định, tất cả mọi người thường sắc nghiêm túc đại kiếp nạn bắt đầu rồi phạm lại tu sĩ hơn phần nữa đều trốn không thoát nhưng những sinh linh kia quá mạnh nhưng vào lúc này bên ngoài biên hoang cũng truyền đến thanh âm kinh thiên động địa giống như là đại dương mênh mông vỡ đê giống như vũ trụ bị ngắt kết nối dao động kịch liệt mênh mông vô cùng nhân mã dị vật đã đánh chưa thiên giác nghĩ thường sắc lạnh lùng hỏi như vậy không Năm đó phong tỏa thông đạo tiến công của dị vực Ngay cả cái khu tán địa cũng bị phong tỏa rồi Hiện tại nơi đó đã bị phá vỡ rồi Tam đại quỷ tiên trở về Giá lâm trong thiên cung Thân sắc khác thường Đây không phải là tin tức tốt gì Thiên địa đại loạn, tán địa tái hiện nhân gian Bọn họ là địch hay là bạn Căn bản cũng không có cách nào phân biệt Sự việc không chắc chắn có nghĩa là rủi ro Thạch thạo đứng dậy Hiện tại thực sự là không có thời gian Sau một trận chiến Trong thiên địa này còn lại cái gì Ta nghĩ chỉ có hài cốt như núi Còn có máu chảy như sông Thạch Thảo nói Đại chiến tiên vương một khi mở ra Cả thế giới đều sẽ sụp đổ Một lần nữa tứ phân ngũ liệt Cho dù là có thế giới thụ cũng không đủ nhìn Không đủ trong chừng càng khung. Các người đi thu người đi Mang bọn họ đi Coi như là kết thành đại thiện chi quả Thạch Thảo phân phó Hắn nhìn về phía Mục Thanh, Xích Long, Lôi Linh, Hoàng Điệp để cho bọn họ vận dụng đại pháp lực đi khắp thiên hạ thu đi sinh linh các tộc mang theo đến nơi sinh sống. Đồng thời hắn cũng kêu những thần tướng ra làm những chuyện tương tự. Sinh linh thiên hạ nhiều như vậy, không cứu được hết đâu. Thiên giác nghĩ nói, có thể cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu thôi, bỏ vào trong cửu lông kéo quan của ta. Thạch Thảo nói, bên trong quan tài là một mảnh thế giới rất mênh mông, Thạch Thảo chuẩn bị càng khôn đại na di, đem đông đảo sinh linh trong giới này mang vào, bảo hộ bên trong. Tiên quang phung mỏng, Thạch thạo giơ tay lên, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện chín cổ lông cốt, lôi kéo một cái quan tài bằng đồng. Lúc này bước quá chỉ dài có ba tức, rất là ngắn. Cũng chỉ có đến cảnh giới này, hắn mới có thể luyện hóa cái quan tài này. Hắn đem nó giao cho chủ nhân cấm địa. Nếu có nguy cơ lớn xảy ra, thỉnh tiền bối mang theo nó, tránh né đến một nơi yên tĩnh. Thạch thảo nói, hắn tin tưởng thủ đoạn của chủ nhân cấm địa, tối thiểu có thể đi tiên vực cầu bàn vương che chở hắn dặn dò một thanh xích lông đến lúc đó nhất định phải đi theo người đứng đầu cấm khu không thể tách ra ngươi là đang giao phó hậu sự sao ngọn lửa trong hốc mắt đầu lâu thủy tinh nhảy ra mấy lão yêu quái đều nhìn ra tâm tư của thạch thạo đây là muốn huyết chiến một trận thành công thì siêu thoát ở trên hóa thành tiên vương chiến lược vô cùng thất bại thì chính là tử vong chuẩn bị trước một số thứ như vậy thì ta mới có thể vô ưu vô lo Thạch Thảo nói chuyện bình tĩnh. Mấy năm sau, cửu thiên thập địa có rất nhiều danh sơn đại xuyên đều không thấy, bị thiên giác nghĩ một thanh nhổ tận gốc đưa vào trong thế giới quan tài đồng. Có một số tộc toàn thể biến mất, cả tộc di chuyển vào trong cái thế giới quan tài đồng, nhưng cũng có một số tộc không chịu đi, cố ý lưu lại. Giới bích lại nước ra, có người nhìn thấy một cái đầu hung cầm màu đen, giống như mặt trời đen phát ra ô quang, một cái móng vuốt sắc bén suýt nữa xé mở một giới này không còn thời gian nữa rồi. Ngay bây giờ, ta muốn dược ải. Thạch Thảo nói, mấy năm nay hắn vẫn điều chỉnh trạng thái bản thân, không còn năm tháng nào có thể cung cấp cho hắn tích lũy được nữa. Nhất định phải bắt đầu, nếu không tiên vương sẽ giá lâm. Một ngày này, trên một tinh cầu không người khô héo ngoài vực, Thạch Thảo đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Mái tóc đen đầy đầu, tất cả đều dựng thẳng lên, cuồng loạn bay trong gió. Trong lúc nhất thời, năm đại bí cảnh trong thân thể của hắn đồng thời phát sáng, bên trong thân thể rất nhiều ký hiệu sáng lên từng cánh cửa một mở ra lấy thân làm chủng ngũ đại bí cảnh phát sáng mở ra bảo tàng trong thân thể phóng thích ra tiềm lực của thân thể thạch thạo liều mạng hắn ngửa mặt lên trời mà gào thét dốc hết lực lượng muốn thực hiện bước nhảy cuối cùng hắn muốn xông quan hắn muốn lột xác hắn muốn hóa thành tiên vương thời đại thanh lý đang bắt đầu thiên địa đại động loạn đã đến hắn cần cái loại thực lực này hiện tại hắn muốn cuộc khởi nếu không vẫn chỉ là con kiến hôi trong mắt người khác, tuy lúc sẽ bị giết chết. Trong cơ thể thạch hạo giống như sấm sét, tiếng vang động trời, trong cơ thể từng cánh cửa mở ra. Năm đại bí cảnh đang phát sáng, trên bụng luôn hải âm dương biến đổi, toàn bộ thân thể đều nóng rực, giống như tiên hỏa đốt trời. Thạch hạo thét dài, thanh âm chấn động mảnh tinh không này. Thế nhưng điều này cũng không áp chế được đạo cung phát ra tiếng kinh thánh, Người khác nghe không hiểu nhưng lại có thể cảm nhận được cái khổ ký cơ hoành tráng kia. Hắn đang đột phá, năm đại bí cảnh đều xảy ra biến hóa kinh người. Nhưng mà thân thể của hắn đang bị thương, bên trong thân nứt nẻ, cường đại như hắn tu luyện qua bất diệt kinh mà nay dung hợp càng hoàn chỉnh, trở thành một bộ phận đạo pháp của bản thân rồi, nhưng thể lực vẫn bị hao tổn. Máu tươi chảy xuống, thân thể thạch thạo phủ đầy mạng nhện huyết sắc. Đó là một vết nứt, trùng kích tiên vương cảnh, bản thân thừa nhận áp lực quá mức khủng bố sâu ở trong vũ trụ tiên quan vô tận dân rào tinh hải đều đang rung rẩy tiếng sinh linh thế giới này đều khiếp sợ ngấn đầu nhìn trời trời ơi đây là cái cổ dao động kiểu gì vậy ta ta chịu không nổi muốn xỉu luôn rồi một tu sĩ rất cường đại còn nói như vậy huống chi là người khác lúc này thạch thạo không khống chế được lực lượng của mình hắn đang toàn lực trùng kích tiên vương cảnh muốn thực hiện bước nhảy lên cuối cùng hóa thành tiên vương vô địch Hắn vậy mà có thể đi tới bước này Muốn thành tựu tiên dương quả gì Trong cấm khu Có người tháng phục Bọn họ cũng không thể không bội phục Trong đó bên trong vẫn tiên lĩnh Một cường giả cổ xưa mở mắt ra Ánh mắt lạnh lùng ngẩng đầu nhìn ra ngoài vực Cầu tổ muốn ra tay sao Có người hỏi Ta cùng tòa tháp kia có nhân quả Tuy rằng nó tiến vào nguyên thủy chi môn Nhưng mà nếu người này thực sự có thể sống lên trời có lẽ sẽ liên tiếp nhân quả vẫn tiên lĩnh trung tâm của nó được xưng là bức tử chi địa dù tu sĩ không thành tiên đứng ở nơi này đều có thể sống sót lâu dài vì nó đã bị cấp tồn tại tiên vương tiến hóa thành tuyệt thế tịnh thổ nơi này cùng tiên vực không sai biệt lắm người đi thắp ngọn đèn kia có thể câu thông tiên vực thông báo tình huống nơi này tiên vực tự nhiên sẽ có người ra tay bức tử chi địa truyền đến thanh âm lạnh lùng này Chủ nhân của vẫn tiên lĩnh nói xong, nhắm lại con người lạnh lùng, lại yên tĩnh bất động. Một ngọn đèn ở xa được thắp lên, tản mát ra lục quang, lúc sáng lúc tối, lay động bất định. Địa phương bức tử đốt lên một ngọn đèn cổ như vậy, nó có thể câu thông tiên vực với một nơi kỳ dị nào đó. Cổ đăng được đặt ở trên một tòa tế đàn, rất nhanh nơi đó trở nên mờ ảo. Hình thành một cái khe nước trong hư không, sinh linh không có cách nào thông qua, thế nhưng có thể truyền tấn. Hoàng muốn độ tiền dương kiếp hả? À? Chỉ có một câu như vậy, rất đơn giản, cũng rất nhạt nhẽo, không hề nhiều lời. Sau đó ngọn đèn này liền tắt, sinh linh ở trong cấm khu lui về phía sau, rời khỏi nơi này. Tiên vượt quả thực là không thể bình tĩnh, tin tức này được đưa đến một ít gia tộc cổ xưa, đều là thế lực có lai lịch rất là lớn, tự nhiên không thiếu tiên vương đạo thống. <laughs> thú vị thiệt nha, tuổi trẻ như vậy đã muốn trùng kích tiên dương, nói hăng tự tin hay là nên nói hăng đang muốn chết vậy? Nội tình còn chưa đủ đâu Có người cười cười Đây là một vị chuẩn vương Nhiều người cho rằng hoang là do áp lực bên ngoài Mới phải đưa ra cái lựa chọn như vậy Có lẽ sẽ có cơ hội thành công Có người khác thì mở miệng Chuyện này có ảnh hưởng rất là lớn, nhân vật lão bối đang nghị luận mà thế hệ trẻ của tiên vực thì trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ nói không nên lời. Nhất là đám người ngao càng, bàn nghệ, hỗn thiên Bọn họ đều từng giao thủ với Thạch Hạo, trong lúc nhất thời ngơ ngác ngẩng người. Năm đó bọn họ còn là đối thủ, hiện tại thì sao? Hoàng quá hung tàn, vậy mà ở cái độ tuổi này lại muốn trùng kích tiên vương cảnh rồi. Đây là khủng bố cỡ nào mà bọn họ còn chưa thành tiên? Đám người trích tiên, trùng đồng giả thạch nghị, đại thu đà, yêu nguyệt công chúa, thanh y thì cũng đều nghe được tin tức này, bọn họ ngạc nhiên, rung động, giật mình. Lúc này mới có bao nhiêu năm đâu, thạch hạo lại đi tới bước này rồi, bọn họ tiến vào tiên vực chính là muốn tìm kiếm cơ hội ở mảnh thế giới có thể thành tiên này tu vi càng lên một tầng thế nhưng làm sao có thể nghĩ đến người một mình ở lại hạ giới kia lại đi trước bọn họ chỉ là hắn nháo ra động tĩnh quá lớn hiện tại cường giả tiên vực đều đang chú ý có lẽ hắn thực sự có cơ hội thành tựu tiên dương quả gì đây là tiếng nói của một vị tiên vương lần đầu tiên có sinh linh đẳng cấp này ra mặt phán đoán trong dinh thự ngao thịnh tiên vương có một thân ảnh mơ hồ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn xung quanh đều là hỗn độn khí hắn giống như trường tồn từ cổ xưa chưa bao giờ động đậy đột nhiên hắn giơ tay lên một bàn tay tiến vào trong mênh mông tinh không tất cả mọi người đều thấy được một bàn tay to huyền hoàng bao trùm cái mảnh vũ trụ này Họ, ngao thịnh tiên vương xuất thế rồi hắn muốn mở tiên môn chẳng lẽ muốn hạ giới sao tiếng kinh hô vang lên cả thế giới khiếp sợ Phàm là cao thủ, Phạm là người thành tiên đều có cảm ứng, sau đó vô cùng chấn động, người trong thiên hạ đều kinh hãi. Cùng một khắc, trong động phủ của một tòa tiên vương khác, Thái thủy tiên vương đột nhiên mở mắt ra, ở trong phòng đá tối tăm giống như hai tia chớp cắt qua bầu trời đêm. Hắn cũng vươn ra một cái bàn tay to, thăm dò vào cái vũ trụ mênh mông bao trùm trên một tòa tiên môn khác. Thái thủy tiên vương cũng hành động rồi. Hoàng lộ nội xong rồi nha, hai đại tiên vương muốn ngăn cản hắn thành tựu tiên vương quả vị rồi. Tất cả mọi người ở tiên vực đều biết, hai đại tiên vương muốn động thủ, căn bản là không cho người trẻ tuổi hạ giới kia cơ hội muốn tự tay diệt sát. Lúc này thì phía sâu trong vũ trụ, Thạch Hạo cả người đầy máu, nhưng khí tức của hắn lại trở nên mạnh mẽ, đạo hạnh đang tăng trưởng, trong cơ thể của hắn từng cánh cửa được mở ra. Các loại thần thông, phù văn áo nghĩa vô tận đều khắc ở trong máu của hắn, khắc ở trên xương cốt của hắn, quá rực rỡ rất nhiều ký hiệu đại đạo đem hắn xuyên qua hắn đang tiến về tiên vương cảnh hắn muốn giải khai những ràng buộc tu vi lại lên một tầng thạch thạo thừa nhận thống khổ cực lớn hắn còn thiếu lửa tích lũy không đủ thâm hậu hiện tại mạnh mẽ xông quang cả người đều muốn tan rã thân thể bất diệt cũng đều đang nứt nẻ máu rơi xuống ánh vàng nhạt hắn nổi giận đùng đùng làm sao có thể cam tâm lúc này ngay cả mái tóc dài cũng phát sáng giống như được hoàng kim đúc thành. Ta không cam lòng! Thà thảo hét lên, dốc hết tất cả lực lượng, hắn muốn vượt qua, hắn muốn thành tựu tiên vương quả vị. Tiến lên một bước, trời cao biển rộng, mặc cho hắn ngao du. Nếu như thất bại, chính là địa ngục vạn trượng, thương tử đạo tiêu, giống như đèn tắt vậy. Vô tận ký hiệu đại đạo từ bốn phương tám hướng nghiền ép đến. Có rất nhiều phù văn đều là từ ngoài giới thẩm thấu mà đến, cộng thêm ở trên người của hắn. Đến tiền vương cảnh không thể tưởng tượng được. Quá khứ, hiện tại, chỉ cần từng xuất hiện, các loại quy tắc trực tự thiên địa đều sẽ đối với hắn mà nghiền ép, phán xét rất khó chịu đựng. Nhất lỡ cái mảnh thiên địa này, thời đại mạt Pháp sẽ liên lụy đến nhân quả lớn hơn, dán xuống hình phạt mạnh nhất, tùy lúc sẽ hình thần câu diệt. Một bộ phận thân thể của thạch thạo nổ tung hóa thành từng đám huyết vụ Tu qua bất diệt kinh, thân thể trở nên bất khủ cũng không chống đỡ nổi cái loại nghiền ép này. Nhưng mà thạch thạo vẫn là thạch thạo, nghịch thiên mà đi. Miệng của hắn phát ra tiếng gầm nhẹ, thân có ánh sáng tốt lành. Đây là thu hoạch sau khi hắn dung hợp vạn pháp, tự nghĩ ra hệ thống tu luyện. Sau một khắc ở trong thường quan vạn kiếp, hắn tái tạo lại thân thể. Những huyết vụ kia đều tụ tập lại đây, bảo thể tái hiện. Hơn nữa hỗn độn cuồn cuộn, giống như lò sưởi đang rèn luyện thân thể. Thật sự là không đơn giản à. Hắn có khả năng thành công không đấy Trong vùng cấm Có những sinh linh cổ xưa tháng phục Bọn họ giật mình phát hiện ra Thân thể thạch thạo quá mạnh Có thể chịu đựng được trùng kích Một lần nghiền nát lại một lần tái tạo lại Áo nghĩa chư thiên kia Quá khứ, hiện tại Tất cả đại đạo phù văn hiện lên Đem thân thể chia năm sẽ bảy đó Sau đó lại dung hợp tái tạo lại Đây là hủy diệt Nhưng nếu không chết liền trở thành ma luyện thân thể thạch hạo bị hỗn độn thiên truy bách luyện càng thêm cường đại. Thân thể của hắn đã vượt qua cửa ải, chịu sự phán xét khảo nghiệm được rồi. Nhưng máu chốt vẫn là nguyên thần, cửa ải kia không có cách nào vượt qua. Từ xưa tới nay có một vài mảnh nhân tuyệt đại đều là chết trận ở một kiếp này. Trong cấm khu có cường giả bất thế thì thầm, muốn thành tựu tiên vương quả vị, mấu chốt là nguyên thần được tẩy lễ. Chân chính xông lên trời, hóa thành tiên vương đạo quả mới được thân thể thạch hạo trời sinh cường đại mà nay đã thông qua khảo nghiệm nhưng nếu nguyên thần bị đánh chết kết quả vẫn thành không cũng không dễ dàng nha nếu như hắn không phải muốn thành tựu tiên dương mà chỉ đơn giản mượn cơ hội này rèn luyện nguyên thần chút thôi như vậy hắn có thể chen chân vào trong thập hung á nha vậy cũng rất khó sẽ không thành công đâu người khác lắc đầu trong thiên địa đại đạo hiển lên chằng chịt có người ở đây sinh ra có người từ bên ngoài dưới bích xuyên vào sau đó toàn bộ xuyên qua đầu thạch hạo thạch hạo rung động tiên vương quả vị khó như vậy sao hắn rốt cuộc cũng biết được mình điên cuồng cỡ nào mạo hiểm cỡ nào đây quả nhiên là liều mạng hôm nay có lẽ sẽ chết ở chỗ này rồi một phần đại đạo hóa thành chùm sáng bao trùm thiên linh cái của hắn đánh hắn cả người rung rẩy thức hiếu chảy máu vậy mà không có cách nào tránh né được chỉ có thể mạnh mẽ đối kháng trong nháy mắt thạch hạo bị đại đạo oanh kích hơn 10 lần hợp sọ nứt nẻ nguyên thần đều sắp tản đi hắn bị thương nặng không thể tưởng tượng nổi thật sự là rất mạnh tủ này chịu đựng nhiều lần oanh sát như vậy đủ để kiêu ngạo rồi nếu hắn mà tiếp tục như vậy tiên dương thì khó nói nhưng có lẽ thật sự có thể trở thành tồn tại như thập hung có người nói trong lúc bất chợt thiên địa kịch chứng đây không phải là những cái chùm sáng đại đạo dẫn phát ra mà là đến từ một mảnh khu vực khác nơi đó xuất hiện một cánh cửa, từ đó thò ra một cái bàn tay màu vàng đứt. Bàn tay to vô biên này chậm rãi ứng về phía thạch hạo. Vào giờ khắc này không thể tưởng tượng được phát sinh chuyện này. Mảnh tinh vực kia cũng không biết có bao nhiêu hành tinh ngôi sao, một chuyện này đến gần, tất cả đều nổ tung. Một mảnh tinh không, trong nháy mắt mà thôi đã hóa thành phế địa. Tinh thể vô số, tất cả đều bão nát, khắp nơi đều là bụi vũ trụ. Đây là cái loại sức mạnh to lớn như thế nào? cả thế giới phải khiếp sợ nếu không phải thạch thạo vừa rồi luyện qua thân thể thành công vượt qua cửa ải thân thể của hắn đã kiên cố bất diệt thì một chưởng này đủ đã khiến cho hắn chia năm xẻ bảy hủy ở chỗ này rồi một chưởng này nhìn rất thông thả nhưng quá tàn nhẫn uy lực vô cùng vô tận mặc dù vậy thạch thạo cũng lập tức bay ngang ra ngoài toàn thân đầy máu khắp người đều là vết nứt bị một chưởng chậm rãi của tiên vương đè xuống suýt nữa đã hình thần câu diệt nguyên thần của hắn bất ổn thiếu chút nữa là nổ tung Thế nhưng hắn đang xông quan, không có cách nào phân tâm, mặc dù lửa dẫn lấp đầy nhưng lại không có biện pháp nào khác. Thà Thảo gào thét giống như là giả thú bị thương, ngửa mặt lên trời gầm thét. Hắn đang đến chỗ mấu chốt, kết quả lại có người ra tay với hắn, tiên vương đang đến. Tất cả mọi người đều phán đoán chỉ có tiên vương mới có cái loại lực lượng này có chốc thú vị nha chỉ chậm thêm một bước nữa ngươi liền trở thành tồn tại như thập hung rồi thanh âm lạnh lùng từ sau lưng cánh cửa kia truyền ra Ngâu thần thạch hạo gầm lên giận dữ tóc tai bù xù máu nhuộm tinh không mọi người rung động lại là ngâu thịnh tiên vương ra tay ngăn cản thạch hạo thành tựu tiên vương quả vị sau một khắc ngâu thịnh lại ra tay bàn tay to kia chậm rãi giáng xuống hướng thạch hạo đè xuống lúc này đây muốn triệt để tiêu diệt hắn. Thiên Dương, đây là ý gì? Đúng lúc này xa xa một mảnh kim quang rực rỡ hiện lên, một gốc cây thông thiên cự thụ giáng xuống nơi này. Tán cây thật là lớn, để ép đầy tinh không ngăn trở bàn tay to màu vàng đất kia. Thế giới thụ xuất hiện, nữ tử mang theo cánh chim màu vàng đứng ở trên đỉnh cây, đối đầu với cái bàn tay to. Nể mặt đồ tể, người nên lui đi, ta không so đo với người, Ngao Thịnh Tiên Vương mở miệng, hắn dù cho không có tới, chỉ có một bàn tay to ở đây cũng có thể cảm giác hết thảy. Tiên Dương, xin mời rời khỏi giới này. Ngươi ngăn cản người quả dị như vậy, ngăn trở ý trời. Không sợ tộc vào đại nhân quả sao? Nữ tử tóc vàng nghiêm túc nói. Nhân quả hả? Bản thân bổn dương chính là nhân quả đó. Ta lấy tính mạng của hắn, ai có thể ngăn trở? Ngao Thịnh Tiên Vương bá đạo vô cùng, thanh chứng vũ trụ, Giờ khắc này các tộc rung rẩy, tất cả chúng sinh đều sợ hãi vô biên. Nữ tử tóc vàng cố ý muốn ngăn cản bàn tay to này. Thế nhưng bàn tay to nhẹ nhàng chấn động, lúc áp về phía trước, phanh một tiếng, thế giới thụ lay động, lá rơi đầy trời, còn có cành cây gãy, toàn bộ thân cây bay ngang ra ngoài. Nữ tử tóc vàng kêu lên một tiếng đau đớn, ngăn cản không được, nàng vô lực rũ cánh tay xuống. Miệng mũi tràn ra máu vàng, theo thế giới thụ bay ngang, biến mất ở cuối vũ trụ bàn tay to lần nữa đè về phía trước. Thạch Hạo thở dài, hắn biết kiếp này đã đến cuối cùng không còn hy vọng rồi. Nhưng dù cho đến chết, dù vào giờ khắc cuối cùng này hắn vẫn như trước, đối kháng những cái đại đạo phù văn kia. Hắn tế luyện nguyên thần, hắn thực sự muốn lột xác thành công, càng muốn đánh chết Ngao Thịnh. Đạo hữu, người khinh người quá đáng. Chủ nhân cấm địa xuất hiện, ngoài ra còn có đầu lâu thủy tinh, kim sắc cốt trảo, tích huyết nhãn cầu ngăn cản cái bàn tay lớn kia. Thạch Thảo bức đắc dĩ, mang theo chua xót. Hắn biết cho dù bọn họ ra tay cũng không được, dù sao không phải là chân thân, chỉ là một bộ phận thân thể không trọn vẹn mà thôi. Làm thế nào đây? Hắn có một cảm giác bất lực, thời gian không đợi hắn. Cả thể xác lẫn tinh thần Thạch Thạo đều rất mệt mỏi. Hắn đang đối kháng kiếp nạn của mình, trùng kích tiên vương cảnh. Tùy lúc sẽ chết, mà bên cạnh còn có ngao thịnh tiên vương muốn giết hắn nữa. Làm thế nào để đối phó với nó đây? Quá khó khăn rồi. Kiếp này mặc dù có ân sư, mặc dù có bằng hữu là cường giả, nhưng so với tiên vương mà nói cũng không vừa mắt. Hắn cho dù có diệu thủ kinh thiên cũng không phá được cái ván này. Trước mắt nói những thứ khác đều là hư vọng. Ở trước mặt tiên vương, cái gì mà bố trí, thủ đoạn gì đều không đủ nhìn. Một trưởng liền có thể đập nát toàn bộ, trấn sát. Chênh lệch quá lớn đến cấp độ kia, mặc cho người có thần thông, vạn loại thủ đoạn, một quyền là có thể oanh diệt, tất cả bố trí đều vô dụng. Được rồi, tiền bối, các người lui đi. Thạch Thảo nói, hắn biết đám người chủ nhân cấm địa phải liều mạng vì thành toàn cho hắn, tranh thủ thời gian cho hắn, nhưng căn bản là không đủ dùng. Hắn mới bắt đầu vượt qua một hồi đại kiếp nạn, cửa ải tiên vương làm sao có thể dễ dàng đột phá như vậy, thậm chí cho dù không có người đến ngăn cản, cho hắn thời gian dư giả cũng không nhất định có thể thành công. Quá khó khăn. Thạch Thảo nghĩ đến rất nhiều, Kiếp này hắn đều đang tranh đấu, quả thực có chút khổ, người khác không giúp được cái gì, cần chính hắn tự mình đi độ. Thạch Thảo hét lớn, hắn không cam lòng, thực sự tràn ngập phẫn nộ. Hắn đã từng rất tự tin, nếu cho hắn một mảnh thiên địa yên tĩnh, để cho hắn trưởng thành, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn sẽ vô địch thiên hạ. Đến lúc đó hắn sẽ đẩy ngang chư thiên, phá diệt tất cả kẻ địch. Nhưng mà vẫn không có hoàn cảnh tốt như vậy được. Chủ nhân cấm địa không có lui mà là hóa thành một bạch y nam tử, phong thần như ngọc, tuyệt đại suốt trần. Hắn đứng ở nơi đó, chẳng ở trước bàn tay màu vàng Đức Cùng lúc đó kiểm sắc khúc trảo trở nên lớn hơn. Cũng đến nơi đó, tản mát vô lượng thần uy, khí tức khủng bố, cắt đứt con đường phía trước. Về phần đầu lâu thủy tinh, thích huyết nhãn cầu cũng như vậy, đứng ngang trời chuẩn bị đánh một trận bất cứ lúc nào. Là các ngươi sao, năm đó đều đã từng gặp, nếu là ngày xưa, khi các ngươi còn nguyên vẹn còn có thể ngăn cản ta, mà nay còn có thể sao?" Ngâu Thịnh nói, thanh âm kia lãnh đạm vô tình tàn khốc, không có một tia ấm áp, phản phước muốn đóng băng toàn bộ vũ trụ. "Nếu không có sự lựa chọn, vậy thì tỏa sáng một lần cuối cùng đi." Chủ nhân cấm địa mặc dù nhìn rất nho nhã, nhưng mà tính cách cương liệt biết rõ sẽ không có kết cục tốt, vẫn nhất quyết muốn chiến. Hắn đã chết rồi, hiện giờ chỉ là nửa hợp sọ cộng thêm chấp niệm. Triệt để tiêu tán thì như thế nào? Hắn không có một chút lưu luyến. Thạch hạo gần như là đệ tử của hắn vậy. Trước giờ toàn tâm bồi dưỡng, toàn tâm chỉ dẫn. Nhưng mà cuối cùng nhìn hắn bị người ta ngăn cản, làm sao có thể cam tâm? Ngao thịnh cười to, phiến vũ trụ này đều đang rung rẩy, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cuối cùng tiếng cười của hắn hóa sắc ý vô biên Muốn ra tay Đau hữu cần gì phải lạnh lùng như vậy Sắc ý quá kinh người rồi Bỗng nhiên một cái đạo tiên môn mở ra Thanh âm bàn vương truyền ra Hắn tuy rằng nói đã đem nhân tình ngày xưa trả xong Thế nhưng nhìn thấy chủ nhân cấm địa Muốn triệt để tiêu tán Hắn vẫn cảm thấy lo lắng Nhìn không được mà muốn ra tay Bàn dương xin hãy ở một bên mà quan sát đi Ngao Thịnh nói nếu không thì sao? Bàn Vương hỏi Đạo hữu nà, hay là qua đây cùng ta đánh một ván cờ đi Có người mở miệng Nguyên sơ tiên vương xuất hiện mang theo một cái bàn cờ Đi tới động phủ bàn vương chặn ở chỗ này Khoanh chân ngồi xuống Không cho bàn vương ra tay cùng hắn đối đầu Tốt 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 Thanh âm bàn vương lạnh xuống Hắn muốn ra tay Kết quả thái thủy tiên vương cũng giá lâm Đứng trước phủ đệ của hắn sau đó một tay thăm dò chủ tiên môn mấy vị đạo hữu nè nếu đã có chuyện cũ với bàn chương vậy tới đây nói chuyện một chút được không vậy thái thủy tiên vương ra tay truyền âm đến cái đám người chủ nhân cấm địa một bàn tay to tràn ngập hỗn độn khí xuất hiện ở cửu thiên thập địa tiến vào vũ trụ đem chủ nhân cấm địa đầu lâu thủy tinh kim sắc cốt trảo ngăn trở lại mấy lão quái vật cũng bất đắc dĩ ngay cả muốn liều mạng cũng không thay đổi được cái gì hiện tại cũng không chỉ có một vị tiên vương muốn ra tay làm cho người ta cảm thấy vô lực hiện tại thì có thể giết ngươi rồi Ngâu thịnh tiên vương mở miệng thanh âm càng thêm lãnh khốc Ngâu thịnh lão thất phụ người tới đây đi hôm nay ta cùng ngươi quyết chiến tới cùng thà thảo quát trống mang theo thức giận vô biên còn có chiến ý bất khuất hắn phát cuồng rồi nếu dự tính trước đó đã sụp đổ thì hắn còn gì phải sợ nữa bất chấp tất cả Lúc này Thạch thảo rất gian nan, một bên đang đối kháng đại đạo quy tắc nghiền ép, một bên thì muốn cùng Ngao Thịnh mà liều mạng. Nếu như để cho người vượt qua một kiếp này, cho dù không phải tiên dương, thành tựu cũng tương tự thập hung, ngược lại còn có thể có tư cách khiêu khích ta. Nhưng mà hiện tại, ngươi có năng lực ra tay sao? Ngao Thịnh lạnh lùng nói. Một bàn tay to rơi xuống vỗ về phía trước, muốn một trưởng đem thạch thảo trứng giết. Người cho rằng ta thực sự không có sức đánh trả sao Thạch thảo nổi giận đùng đùng Mái tóc dài màu đen như đang thiêu đốt Đại đạo ký hiệu đang xen Ngọn lửa bốc lên Hắn chịu đựng thống khổ trùng kích tiên vương cảnh Oanh sát một quyền về phía trước Thân thể của hắn không có vấn đề gì Đã đạt tới cảnh giới này Chỉ là đạo hạnh còn không đủ Nguyên thần còn chưa luyện xong thôi Ngao thịnh tiên vương Con ngươi thăm sâu dọa người hắn không chỉ vận dụng thân thể tiên vương, còn đang vận dụng đạo hạnh cái thế của hắn, nghiền ép thạch thạo. Lúc này một tiếng chuông vang lên, chấn động đất trời, một đạo quang huy rực rỡ, ngần đón cái bàn tay to kia, cùng thạch thạo oanh sát ngao thịnh tiên vương. Về phần bên kia, chủ nhân cấm địa cũng nóng nảy, cùng thái thủy tiên vương liều mạng, muốn tới đây giải cứu đệ tử trong lúc nguy nan Mà giờ khác này thì rất nhiều người kinh ngạc, chính ngao thịnh tiên vương cũng đang nhíu mày, nhìn về phía trước nơi đó bột phát ra ánh sáng rực rỡ bàn tay này của hắn không thể trấn giết thạch thạo một là bởi vì thạch thạo phát cuồng rồi ở chỗ này đang liều mạng thân thể của hắn đến cấp độ này mặc dù toàn thân đầy máu nhưng không có khả năng bị người khác tùy ý hủy diệt đồng thời còn có một đoàn ánh sáng thực là lớn nữa có một nữ tử xuất hiện phong tư tuyệt thế một thân bạch y trắng tuyết ấn khí trên trắng lóe lên phía trước người đó có một đoàn ánh sáng tiếng chuông không dứt nàng chính là Diệp Khuynh Tiên. Nàng lại xuất hiện ở chỗ này. Điều này nằm ngoài dữ liệu của rất nhiều người. Chính là bản thân thạch thạo con người cũng lóe lên. Hắn cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở dài, nói Người nhanh chóng rời khỏi đây đi, không cần tham dự vào đâu. Hắn biết những người quen biết tới đều vô dụng. Đây là sát khí tiên vương, mọi người đều không phải là đối thủ, có chút thú vị đó binh khí chi hồn của vô chung thiên vương ở trên người ngươi mà ngươi là một mảnh hỗn độn mông lung hư vô không nên thuộc về cái mảnh thiên địa này ngao thịnh tiên vương mở miệng điều này làm cho thạch thạo trong lòng nhảy dựng chăm chú nhìn dịp khuynh tiên dịp khuynh tiên thở dài nhìn về phía thạch thạo rồi nói ta muốn nhìn dấu chân của ngươi chứng kiến kỳ tích của ngươi chỉ là ta đến quá sớm rồi cuối cùng cũng phải rời đi rồi Người đến tục cùng là ai? Đến từ đâu vậy? Thạch Thảo thân sắc nghiêm túc hỏi Ta không thuộc về thời đại của ngươi Ta muốn nhìn thấy một ít chuyện phát sinh trên người ngươi Chuyện này đối với người thời đại của ta mà nói vô cùng trọng yếu Đáng tiếc ta không chứng kiến được rồi Diệp Khuynh Tiên thật đáng tiếc Người nghịch loạn năm tháng sẽ không có kết quả tốt đâu Không thay đổi được cái gì Chính mình cũng phải tiêu vong thôi Ngao Thịnh Tiên Vương lạnh lùng nói người Thà Thảo giật mình nhìn Diệp Khuynh Tiên Không có nghiêm trọng như vậy đâu Ta chỉ là một đạo lạc ứng thôi Một đạo thức niệm Cho dù tiêu tán thì như thế nào Ta không sợ hãi Diệp Khuynh Tiên đang cười Có chút sáng lạng Nhưng cũng mang theo lễ quan Nàng thực sự lại rất muốn chứng kiến mọi thứ của Hoang Nhưng mà không thể chờ đến ngày đó Thời gian không cho phép Năm tháng nàng dựng chân quá dài Nàng không phải là người của thời đại này Không nên xuất hiện trên thế giới này Người ngăn cản ta mà kể người đến từ nơi nào Không biết người là ai Đều phải chết Ngao Thịnh tiên Vương nói Muốn xuất thủ Tiên Dương giao cho ta đi Hồn binh khí của vô chung tiên Dương cùng ta có duyên Một tiếng chuông vang lên Đây là một khu vực cấm ở trong cửu thiên Có cường giả khủng bố thi pháp Một cái chuông lớn hiện lên Trao lơ lửng trên cao Nó phát ra tiếng ầm ầm Hơn nữa còn có tiên đạo quan vũ sáng lạng Muốn đem khí linh trong tay của Diệp huynh Thiên thu đi đại chung kia vốn là binh khí của vô chung tiên vương hiện giờ thiếu khí linh được xưng là chung thi nó rơi vào trong một cái cấm khu trận chiến kinh thiên chủ nhân cấm địa đầu lâu thủy tinh trong bàn tay của thái thủy tiên vương phát ra quan huy mãnh liệt muốn xé mở địa vực nơi đó mà phía bên này cường giả trong sinh mệnh cấm khu nào đó thúc giục đại chung cũng ra tay cướp lấy khí linh đồng thời tiên vương cũng ra tay trực tiếp đánh về phía thạch thảo muốn triệt để diệt sát nơi này trở thành một mảnh hỗn loạn quá mức khủng bố. Hắn hoa tự tại! Thạch thảo trống to, ánh mắt đỏ lên không để ý tới kiếp nạn xung quanh, mặc cho cái chùm sáng quy tắc kia từng đạo chém về phía hắn. Mà hắn lại đang liều mạng, muốn cùng địch nhân ta sống người chết, bởi vì hắn thấy được chủ nhân cấm địa bị áp chế hóa thành nửa cái hộp sọ trắng như tuyết, bên trên tràn đầy vết nứt sắp bạo nát. Hắn cũng nhìn thấy kim sắc cốt trảo, khớp xương bị gãy, sắp chống đỡ không nổi, về phần tích huyết nhãn cầu còn có đậu lâu thủy tinh, trước đó máu đã khô cạn. Thiên linh cái xuất hiện dị động, sắp bị tiêu diệt hoàn toàn. Thà thảo hét lớn, hắn phát huy ra chiến lược cấp bậc thập hung, đồng thời ở chỗ này diễn hóa. Hắn hóa ra liễu thần, hắn hóa ra cung bằng, hắn hóa ra lôi đế, hắn hóa ra chân hoàng. Sau đó những thương ảnh này dung hợp thành một, tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắn gào thét, ánh mắt đỏ thẳm liều mạng với ngao thịnh tiên vương xông về phía thái thủy tiên vương hắn hóa tự tại đại pháp là một môn kỳ công có thể hóa ra pháp tướng của người khác nhưng mà thạch thạo vẫn ở cái thời khắc gian nan nhất đối phó với tiên vương đổ kiếp còn muốn huyết chiến liều mạng với ngao thịnh tiên vương căn bản là lực bức tổng tâm cho dù hắn thực sự hóa ra một ít thương ảnh nhưng mà vẫn không địch lại hắn đã đặt chân vào hàng thập hung công pháp hắn đang thi triển rất tà môn may mà trạng thái hiện tại của hắn không tốt nếu không sẽ có phiền toái rồi bên trong vẫn tiên lĩnh có sinh linh nói tiếng chuông du dương vang lên dịp khuynh tiên thở dài thương ảnh của nàng hư ảo bởi vì cái gọi là khí linh bị người ta thu đi lọt vào trong cái chuông lớn kia rồi thứ nàng dựa vào chính là tiên đạo thường khí này vô chung tiên vương binh khí chi hùng nhưng hiện tại nó đã bị thu đi rồi ngăn cản ta Chà. bàn tay của ngao thịnh thiên vương ngang qua hư không mà đến dễ dàng xuyên thủng thân thể của diệp khuynh tiên nàng lập tức hóa thành quan vũ tản ra không thà thảo hét lớn không cần thương tâm không cần khổ sở ta vốn nên tiêu tán đây không phải là thân thể của ta bớt quá chỉ là một luồng thức nghiệm mà thôi ta ở tương lai có lẽ sẽ có một ngày nào đó còn có thể gặp lại nhau Thanh âm của Diệp Khuynh Tiên truyền đến, mang theo tiếc nuối, mang theo buồn bã, còn có cảm thương. Nàng cứ như vậy tiêu tán. Răng rắc, trong lúc bất chợt bên cạnh thạch hạo, có một chiếc nhẫn nổ tung. Đó là cái thứ mà năm đó đại trưởng lão đưa cho hắn. Từ trong đó lại lao ra một đạo thương ảnh, rất khô héo, toàn thân ố vàng, mang theo khí tức bàn bạc, lưng đeo cánh chim màu vàng. Đây là một sinh linh hình người, nhưng có cánh chim che trời, hắn ngăn trở ngao thịnh tiên vương lời nói khàn khàn thanh âm trầm thấp nói diệt sát người của cửu thiên thập địa đang đổ kiếp thiên dương cảnh người thật sự dám hạ thủ sao đây là một biến cố tất cả mọi người đều ngạc nhiên đây là ai vậy chỉ có thạch thảo biết năm đó hắn đi theo con đường lấy thương làm chủng đại trưởng lão dẫn hắn đi rất nhiều tạo hóa địa tìm kiếm cơ duyên sinh linh này là từ một nơi nào đó trong cổ động đầy xương khô đào ra không thuộc về cái kỷ nguyên này. Nhưng mà Thạch Hạo cũng không biết lai lịch của người này. Hắn biết người khô héo này còn có một hơi thở, còn sống. Nhưng trước đó Thạch Hạo cũng không quy định để cho hắn ra tay, bởi vì tiên vương muốn giết người không ai có thể ngăn cản. Giống như là hắn không hy vọng đám người chủ nhân cấm địa liều mạng, hắn cũng không muốn người này đặt chân vào, lo lắng sinh linh này phải mất đi tính mạng một cách vô ích. Công bằng dân của hai kỷ nguyên trước! ngao thịnh tiên vương ánh mắt lạnh lẽo ngay cả hắn cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn thạch hạo nghe nói như vậy lại chấn động thương ảnh màu vàng khô héo này lại có lai lịch lớn như vậy so với cung bằng trong thập hung còn mạnh hơn ngao thịnh người qua đây cung bằng vương nói hey, bỗng dưng muốn ra tay ai có thể ngăn cản người sớm đã là người chết rồi cho dù còn sống cũng không ngăn cản được ta đâu ngao thịnh tiên vương bá đạo cười lạnh những người khác nghe thấy như vậy đều là một trận kinh dị. Cùng bằng vương gặp nạn sau. Quả thực có tin đồn nói hắn sớm đã ngã xuống rồi. Cùng bằng vương thở dài một tiếng, hắn không có che giấu nữa. Hắn chỉ là một đạo chấp niệm mà thân thể cũng rậm rạp chằng chịt, khắp nơi đều là miệng vết thương, sớm đã chia năm xẻ bảy, nhưng bị chấp vá lại một chỗ. Cái gọi là chấp niệm chính là dấu ấn chưa từng tiêu tán, nhưng vĩnh viễn không có khả năng chân chính hồi phục, không thể sống lại lúc đỉnh phong được. Kẻ đầu ngăn ta, giết không tha. Ngao Thịnh Thiên Vương quát, vừa ra tay, mãnh liệt, khí phách vô song, trong thiên hạ không ai có thể ngăn cản. Đúng như lời hắn nói, cho dù cung bằng vương có ở thời kỳ cường thịnh, có lẽ cũng sẽ không có khả năng ngăn cản hắn được. Thân thể cung bằng vương nứt ra, đó là vết thương cũ ngày xưa, hắn không thể tạo thành chân thân hoàn hảo được. Cùng lúc đó, chủ nhân cắm đĩa bên kia, kim sắc cốt trảo, liều mạng, kết quả tất cả đều phát ra tiếng giòn vang sau đó vỡ vụn rơi xuống chỗ này không Thạch thảo hét lớn ánh mắt đỏ thẫm tương tự như vậy đầu lâu thủy tinh bị vỡ tích huyết nhãn cầu cũng khô héo không ai có thể ngăn cản ngao thịnh tiên vương thái thủy tiên vương bọn họ không thể chiến thắng không. thạch hạo gào thét nhìn thấy cung bằng vương tan rã nhìn thấy chủ nhân cấm địa vỡ vụn nhìn thấy diệp khuynh tiên hóa thành quan vũ rời đi hắn như giả thú bị thương giận dữ gầm lên nổi giận đùng đùng hắn cảm thấy trong cơ thể có một cổ lực lượng bồng bột nở rộ đang tăng vọt đang nổ tung thúc đẩy hắn tiến hóa lên cấp độ cao hơn ngăn hắn lại thật đúng là có chút thú vị nha ở trong tuyệt cảnh bộc phát muốn xông quan thành công sao thái thủy tiên vương mở miệng giờ khắc này ngao thịnh tiên vương vỗ tay to xuống Thái thủy tiên vương cũng đánh quyền ấn tới. Không chỉ như vậy, một cổ tiên vương lực khuếch trương, nguyên sơ tiên vương cũng xuất kích, ngón tay nhập lại như kiếm, chém xuống, tiên quang vô tận. Vẫn tiên lĩnh, tộc chủ nơi này lạnh lùng nhìn chăm chăm, sau đó xuất quan, trong tay cầm một đoạn tàn tháp, nói Sớm đã có nhân quả, hôm nay liền triệt để chấm dứt thôi. Hắn cũng ra tay, không muốn thạch hạo thành công, muốn diệt sát hắn ở đây hắn tế xuất ra một cái tòa tàn tháp hướng thạch thạo mà trấn áp trắng như tuyết cùng tiểu tháp ngày xưa có chất liệu rất giống nhau trên thực tế vốn là một bộ phận không trọn vẹn của tiểu tháp trời sụp đất nước thạch thạo đang trùng kích đang chống lại đang liều mạng nhưng trong người có giới hạn trong quá trình xông quan hắn vô lực nghịch thiên dù sao hắn còn không phải tiên vương hắn bị ngao thịnh thái thủy nguyên sơ tam đại tiên vương hợp lực diệt sát còn có một chủ nhân của vững thiên lĩnh tham dự làm sao có thể ngăn cản đây có thể thấy Thạch thạo một mình trùng kích cả người đầy máu xông lên cửu tiêu xuống vực sâu vũ trụ kịch liệt chiến đấu máu đầy trời đều là của hắn cả thật không may hắn không thể thoát khỏi ba vị tiên vương tay to như bóng theo ảnh thỉnh thoảng oanh sát mà tới đánh nguyên thần của hắn cũng sắp xuất khiếu không thể ngăn được còn có một tòa tàn tháp trấn áp theo đập vào đầu thạch thảo mấy cái hắn không ngừng ho ra máu thạch thạo giống như là một con mảnh cầm gãy cánh kêu to một người ở trong thiên địa cố gắng trùng kích nhưng mà vẫn kiệt sức bị tam đại tiên vương đánh rơi xuống bị tàng tháp kia đánh trúng cuối cùng nguyên thần của hắn bị chấn ra thân thể của hắn rất là mạnh không thua gì tiên vương cảnh không có bị hủy diệt nguyên thần thì khác tam đại tiên vương cùng ra tay còn có tàn tháp hạ xuống khiến nguyên thần của thạch hạo ly thể Ngày hôm nay, máu ngập thiên địa, trong vũ trụ nổi lên mưa máu, đó là trời khóc, đó là đại đạo kêu gào, đó là cảnh tượng dị thường của một đời thiên kiêu vững lạc. Thạch thảo chung quy cũng không chống lại được cái kiếp nạn này. Trời đất bi ai, mưa máu trút xuống. Hết tập 435 của bộ truyện Thế giới Hoàng Mỹ. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.